chung là từ lúc nhà cô xây dựng là đến giờ phút này thì dân làng khu xóm để trên xã người ta đến tham quan là đều khen, đều ca ngợi khen. Xong hơn nữa là cô cũng bảo nói là cái công trình thi công như thế nhưng mà anh em công nhân đoàn kết mà không có xảy ra điều tiếng gì. Nói chung mọi việc là đến bây giờ là tốt đẹp. Nên cô rất cảm ơn và rất hài lòng. Đấy, mọi người ai cũng đến khen rồi là đúng ở xã này thì không dám nói thật, còn ở xã khác thì không biết, nhưng mà phải nói là tuyệt vời, đẹp. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi xin kính chúc cho toàn thể quý vị có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và trong tiết xuân như thế này thì Ngọc Huyền cũng là Đức Kiên đã có mặt tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nơi đây chính là trụ sở làm việc của Mark Home, và như thường lệ thôi là chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến thăm các công trình. Và điều đặc biệt ở đây là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thăm các công trình và chúc Tết quý vị nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ di chuyển đến mảnh đất nào, Ngọc Huyền nhỉ? Và ngày hôm nay xin bật mí với quý vị là chúng ta sẽ ghé thăm với mảnh đất Thái Bình để tham quan các công trình thực tế tại đây. Và ngay bây giờ thì không để làm mất thời gian quý vị nữa, chúng ta hãy cùng nhau di chuyển đến đó nhé. Xin mời ạ. Quý vị thân mến, và không khí Tết đã tràn ngập các nẻo đường. Hiện tại thì đào mai thì cũng đã khoe sắc thắm rồi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng súng xính này, quần áo đẹp này để dẫn quý vị đi tham quan nhà mới. Và trong cái tiết xuân như thế này thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến thăm một công trình của gia đình chú Tân có địa chỉ tại Đông Hưng, Thái Bình. Và công trình này của chúng ta rất đặc biệt và đồ sộ quý vị nhé. Và đồ sộ như thế nào thì lát nữa chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về những cái phần phía bên trong ngôi nhà. Nhưng trước hết chúng ta đang đi ở phía bên ngoài này là cái hệ thống cổng vượt tầng 3 này, chúng ta đã nhìn thấy rằng đã được đầu tư rất là kỹ càng tỉ mỉ rồi. Và toàn bộ hệ thống tường bao này đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là nhôm đúc nghệ thuật quý vị. Và ở đây thì sẽ có ngay một cái phần tường này thì cũng đều được làm bằng chất liệu nhôm đúc như quý vị. Và có thể thấy được rằng là cả một cái mảng tường to nhá, đầu tư một cái phần nhôm đúc như thế này, chúng ta cũng có thể đoán được là gia chủ thì đã đầu tư cho công trình này một cái kinh phí vô cùng lớn đấy ạ. Và kinh phí đấy thì cuối video thì có thể là gia chủ sẽ bật mí với quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiến sâu hơn với công trình để chúng ta cùng khám phá về hệ thống cổng và tầng bao ngay phía bên cổng chính. Ở đây thì chúng ta đã có một cái hệ cổng, nó đã được làm bằng cái hệ thống cột trụ rất là to lớn vuông vức rồi. Và ở phía bên trên hệ mái của chúng ta thì nó sẽ là cái hệ mái Thái nhá, và toàn bộ đều được sơn giả gỗ. Thì nhìn cái giao diện ngôi nhà chúng ta sẽ nhìn cực kỳ là sang trọng. Quý vị thân mến và tiến gần hơn vào khu vực cổng của chúng ta thì toàn bộ phần cổng này, hệ thống hai bên cánh cổng cũng được làm bằng chất liệu là nhôm đúc nghệ thuật. Và gia chủ có tiết lộ thì gia chủ có về tận đến vùng đất Nam Định để có thể là nhờ thợ ở đó đúc lên hai cái tấm hệ thống cổng như thế này. Và có thể thấy toàn bộ này, hệ thống hoa văn ở phía chung quanh này được đầu tư này, cũng được trang trí cũng vô cùng đẹp mắt. Và giữa này của chúng ta thì sẽ có một cái khu vực giống như là một cái trống đồng đấy ạ. Nếu mà chúng ta khép hai hệ thống cánh cổng lại thì sẽ thành một cái trống đồng. Và không chỉ là trống đồng này là cái đặc sắc của Thanh Hóa Đông Sơn đâu, mà phía dưới sàn nhà sân vườn của chúng ta toàn bộ đều được lát bằng đá xanh Thanh Hóa. Đó thì cái việc mà nó chống chịu được cái tác động tự nhiên rất là hiệu quả. Ngoài ra nữa thì cái việc chúng ta đi di chuyển trên này thì nó sẽ chống trơn rất là tốt, không bị cái tình trạng là bị trơn hay là bị trượt. Và quý vị thân mến, hiện tại thì chúng ta đã đến cái khuôn viên công trình của gia đình nhà chú Tân rồi. Và theo gia chủ của chúng ta có tiết lộ thì toàn bộ cái lô đất này có tổng diện tích là 500 m². Trong khi đó thì các kiến trúc sư của chúng tôi qua một quá trình làm việc cùng với gia chủ thì đã thiết kế công trình chính đẩy lùi về một bên này, còn phía một bên cạnh này và phía khu vực trước của công trình này thì sẽ là một cái khoảng sân vô cùng rộng để bố trí tiểu cảnh ở sân vườn. Và như quý vị có thể thấy đằng sau chúng tôi đây là một cái hệ thống tiểu cảnh rất là đầu tư rất là sang trọng rồi. Bởi vì là ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái chòi để chúng ta ngồi nữa. Bên trên ngay cái hồ cá coi quý vị nhé. Và với một cái hệ thống tiểu cảnh như này thì sẽ rất là thoải mái, rất là chill khi mà chúng ta ngồi ở bàn này, chúng ta thưởng trà cùng với bạn bè này, chúng ta đánh cờ cũng được và chúng ta ngắm cá coi phía bên dưới. Và gia chủ của chúng tôi thì cũng có tiết lộ toàn bộ cái hệ thống bàn này cũng như là ghế đá ở đây thì gia chủ đầu tư một cái mức chi phí không hề nhỏ đâu quý vị ạ. Và đá ở đây thì sẽ là được chất liệu đá nguyên khối nhá, đá xanh đấy ạ. Và xung quanh này những cái cột trụ của chúng ta cũng sẽ được sơn giả gỗ nhá. Thì cái cảnh quan chúng ta sẽ có cái cảm giác tự nhiên hơn rất là nhiều. Phía bên trên của chúng ta thì sẽ đều được lợp bằng ngói. Và cái ngói này nó sẽ có tác dụng đó chính là tránh mưa rồi là gió khi mà chúng ta ngồi tại vị trí chòi. Và nhân đây thì Ngọc Huyền cũng xin bật mí luôn cho quý vị là toàn bộ cái phần hệ thống này, tròi nghỉ này, cũng như là hồ cá coi, cũng như là cái phần tiểu cảnh sân vườn ở đây thì gia chủ có đầu tư với chi phí là khoảng tầm hơn 300 triệu đồng. Và không chỉ là cái tiểu cảnh đâu, mà ngay phía trước công trình chúng ta sẽ có một cái mặt sông rất là lớn. Đó thì vào cái ngày hè ấy, thì nó rất là mát, bởi vì là phía ngay đằng trước thì nó sẽ giống như là một cái bức tranh phong thủy vậy. Ngay phía đằng trước chúng ta có cái yếu tố nước, yếu tố thủy, bao giờ nó sẽ đẹp hơn cho cái phong thủy của ngôi nhà. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng ở cái khu vực đó chính là cái phần tiểu cảnh phía trước công trình. Quý vị thấy không ạ? Ở dưới này nhá, thì gia chủ chúng tôi rất là đầu tư này. Khi mà toàn bộ thì sẽ được trồng cỏ này. Bên trên thì sẽ có rất là nhiều những cái cây hoa này, rồi là cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Một không gian rất là thú vị đúng không ạ? Và bước vào đây thì tôi cảm nhận như là đi vào một cái khu vườn khá là thơ mộng vậy. Đó, ở dưới thì sẽ có thêm những cái bậc này. Từ đây thì chúng ta có thể là này, tiến sát hơn nhá, để ngắm được toàn bộ trọn vẹn là cái con cá ở dưới này. Hơi tiếc một chút là ngày hôm nay thì tôi không có thức ăn ở đây, nhưng mà nếu mà có thức ăn chẳng hạn, khi mà rắc xuống cái chỗ hồ này thì cá nó sẽ ngoi lên, một khung cảnh vô cùng đẹp. Và khi mà còn gì tuyệt vời hơn, sau những giờ phút làm việc căng thẳng và mệt mỏi, chúng ta trở về nhà này, và ngắm nhìn toàn bộ xung quanh căn nhà của chúng ta, cũng như là những đàn cá này đang ăn uống ở phía dưới, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị là toàn bộ cái quang cảnh này, sân vườn cũng tiểu cảnh ở phía trước ngôi nhà rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại công trình chính của chúng ta trong ngày hôm nay nhé. Quý vị thân mến, và đối với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì được thiết kế theo cái phong cách tân cổ, và chúng ta đã có thể nhận ra ngay từ phía hệ thống cổng và tường bao rồi, với những cái hệ thống nhôm đúc nghệ thuật, và phía bên trên những cái cột trụ của công trình thì chúng ta sẽ có thể nhận thấy có thêm những cái đường rãnh âm cột, và những cái đường rãnh này nó là những cái yếu tố theo cái vòm cung hình tròn đó, thì nó sẽ tăng thêm cái yếu tố tân cổ cho công trình. Và với một cái phong cách tân cổ mà lại kết hợp cùng với hệ thống mái thái rất cao ở phía bên trên nữa, thì sẽ làm cho công trình của chúng ta trở nên bề thế hơn, và nó sẽ khẳng định được đẳng cấp của gia chủ. Bao phủ đến toàn bộ công trình này thì đó chính là một màu sơn trắng làm chủ đạo. Như quý vị đã biết, màu sơn trắng thì thường được sử dụng trong rất nhiều các công trình tân cổ hay là cổ điển, vì màu sơn trắng sẽ làm nổi bật lên này cái sự tinh khôi này, cái sự thuần khiết của căn nhà. Đó, và khi mà nó sẽ để trong công trình này thì nó sẽ làm nổi bật lên hết tất cả này, những cái hệ thống phao chỉ hoa văn có trong căn nhà này ạ. Và để nói về cái kích thước số đo của ngôi nhà thì chúng ta sẽ có chiều rộng mặt tiền là 13,5m, chiều sâu là 11,5m. Như vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích hai mặt sàn lên tới hơn 300m². Và xét về kết cấu chiều cao thì chúng ta sẽ có chiều cao tổng thể là 11,9m, trong đó sẽ đầu tư cho hệ thống bậc tam cấp phía bên dưới là 450mm này. Chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m, và riêng phần mái thái phía bên trên thôi cao hơn cả tầng 1, hơn cả tầng 2, đó chính là 4m. Và tôi sẽ chia sẻ với quý vị đôi chút một thông tin ngoài lề nhé, là trong cái quá trình mà gia chủ muốn xây dựng một công trình nhà mình thì gia chủ có tìm với công ty Mark Home của chúng tôi này, và gia chủ đã nghiên cứu khoảng tầm 2 năm trời đó để tìm với công ty, và phải chọn một công ty thật sự là uy tín, làm sao để tạo niềm tin cho khách hàng đó. Thì đã tìm với công ty Mark Home của chúng ta, và chủ có chia sẻ rằng tôi muốn xây dựng một cái công trình làm sao phải thật đồ sộ, thật bề thế để thể hiện cái đẳng cấp của tôi. Vậy cho nên là các kiến trúc sư của chúng tôi thì đã tư vấn cho gia chủ là lựa chọn cái mẫu công trình như thế này, một công trình mái thái tân cổ điển. Và thực tế nhé, nếu như quý vị xem theo dõi Mark Home trong khoảng thời gian dài thì sẽ có thể nhận thấy rằng là cái số trước của chúng tôi về công trình thì cũng đã xong cái phần hoàn thiện rồi, và phần đó là chúng tôi sẽ về để giám sát, để kiểm tra xem là những cái phần hoàn thiện đó nó đã đảm bảo cái chất lượng yêu cầu hay chưa, và sau đó chúng tôi sẽ bàn giao. Và ngày hôm nay chúng ta đã có một công trình hoàn thiện rất là đẹp ở đây rồi. Quý vị thân mến, và bước vào không gian đầu tiên thì đó chính là khu vực phòng khách. Phòng khách ở đây thì có diện tích lên tới 35m², một không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Và trong không gian lớn như vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi rằng là nên bố trí như nào để cho không gian nó bớt trống trải. Thì ở đây gia chủ đã đầu tư một cái bộ bàn ghế rất là hoành tráng rồi. Thì với một cái số lượng chỗ ngồi như này, tôi đoán chừng lên tới 6 người ngồi vẫn là thoải mái. Và ngoài ra nữa thì tất cả đều được sử dụng là bằng gỗ tự nhiên, thì nó sẽ giúp cho cái không gian ngôi nhà của chúng ta nhìn sang trọng hơn. Và với một cái màu gỗ như này, nó sẽ tạo ra cái màu sắc tương phản với cả là cái hệ thống gạch lát sàn. Đó, nhìn cái đồ gỗ của chúng ta nó sẽ nổi bật và lung linh hơn rất là nhiều. Và gia chủ chúng tôi cũng có tiết lộ rằng là cái hệ thống bộ bàn ghế này được sử dụng hoàn toàn một chất liệu đó chính là gỗ hương đá nha quý vị. Còn phía đối diện chúng ta thì sẽ là một hệ thống kệ tivi vô cùng lớn ạ. Ở đây thì có một tivi này có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của cả gia đình này. Quý vị thấy không? nó còn cao hơn cả đầu tôi nữa, vì nó rất là lớn ạ. Phía đằng sau thì sẽ có thêm một cái tấm nhựa PVC giả đá nữa. Thì quý vị có thể nhìn thấy ạ, nó không có khác gì so với lại đá tự nhiên nhé. Và bên cạnh đó thì nó sẽ giảm thiểu được cái chi phí cho chủ đầu tư này. Hai bên của chúng ta thì sẽ là hai cái hệ thống lam gỗ đấy, kết hợp cùng với lại cái kệ ở dưới nữa, thì đều được làm bằng chất liệu là gỗ công nghiệp, nó sẽ đồng nhất toàn bộ mọi không gian. Và có thể thấy rằng là gia chủ rất hợp và thích với những cái loại cá. Thế ngay phía bên trên cái hệ thống đồng hồ của chúng ta cũng sẽ có những cái họa tiết rất là đặc biệt với những cái chú cá đùa vui xung quanh, đó rất là đặc biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống trần là bằng trần thạch cao giật cấp và kết hợp với cả hệ thống đèn led, đèn downlight. Cái điều đặc biệt ở đây đó chính là sẽ có rất nhiều những cái họa tiết phào chỉ, hoa văn trang trí, thì nó sẽ đồng nhất với cái phong cách thiết kế của toàn bộ ngôi nhà là cái phong cách tân cổ. Và ngoài ra nữa thì cái phào chỉ của nó đều được sơn vàng nhé, thì màu sắc của nó cực kỳ là nổi bật. Chưa hết đâu nha quý vị. Ở trên khu vực phần trần chúng ta thì sẽ còn có hai hệ thống đèn chùm nữa. Ở phía bên này thì sẽ là đèn chùm này kết hợp cùng quạt trần. Đó, còn ở phía khu vực này thì sẽ là một cái đèn chùm pha lê cũng khá là lớn ạ. Và hai cái hệ thống đèn chùm này kết hợp với nhau thì khi mà chúng ta bước vào thì cảm giác không gian phòng khách chúng ta trở nên vô cùng là sang trọng. Và cũng trả lời luôn cho câu hỏi rằng là với một không gian rộng lớn như vậy chúng ta sẽ bố trí phần nội thất như thế nào, thì đây cũng chính là một cái giải pháp. Nó sẽ giúp cho hai không gian của chúng ta nhìn nó rộng rãi hơn, nhưng mà nó cũng sẽ tách biệt được hai không gian này. Khi mà vị trí này chúng ta sẽ trở thành một cái không gian đệm nhé. Trước khi mà chúng ta bước vào trong nhà thì chúng ta sẽ ở không gian này đầu tiên, và ngay phía bên tay phải là khu vực để bộ bàn ghế ở phòng khách. Và không gian đệm này của chúng ta thì cũng sẽ có thêm một cái bức tranh này, đó chính là mã đáo thành công. Nó sẽ giúp đón nhận những cái vượng khí rồi là rất nhiều những cái tài lộc dành cho gia chủ. Và chưa hết đâu, gia chủ còn chia sẻ với tôi rằng là chỉ cần 1-2 ngày nữa thôi. Rất là tiếc bởi vì ngày hôm nay chúng ta chưa kịp nhìn, đó chính là chúng ta sẽ có thêm một cái kệ ở đây. Và đặt phía bên trên đó chính là một cái thuyền rất là lớn là bằng đồng. Quý vị thân mến, và ở dưới khu vực tầng 1 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Đây thì chính là phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ dành cho gia chủ với diện tích lên tới là 16,5 m². Trong không gian này của chúng ta này thì cũng có được thiết kế được một hệ thống giường ngủ phía bên này. Ở bên kia và bên này nữa thì có hai hệ thống tủ quần áo nhỏ nhỏ. Ở đây thì sẽ có một cái chiếc thuyền đây như vừa nãy gia chủ của chúng tôi có chia sẻ đấy ạ. Sau này thì sẽ để một cái hệ thống kệ ở kia và để một cái chiếc thuyền ở bên ngoài để có thể trang trí. Trong các phòng của chúng ta thì sẽ có hai hệ thống cửa sổ, một hệ thống cửa sổ nhỏ ở phía bên hông, cũng như một hệ thống cửa sổ như thế này. Đó, cửa sổ này rất là lớn nha, có một cái tấm rèm tre đấy, sử dụng là rèm 2 lớp ở đây để lấy ánh sáng tự nhiên từ phía bên ngoài, cũng như điều hòa không khí gian phòng. Ở phía bên này thì sẽ là một cái khu vực bàn trang điểm của gia chủ này. Và ngoài ra trong căn phòng này của chúng ta thì sẽ còn có thêm một khu vực, đó chính là một nhà vệ sinh riêng biệt phía bên trong nữa. Nhà vệ sinh này thì với diện tích là 4 m². Trong gian này của chúng ta thì có rất là đầy đủ này, từ hệ thống lavabo này, bồn vệ sinh này cho đến vòi tắm sen phía bên trong. Có thêm một cái tấm vách ngăn kính thế này để ngăn nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm. Và bên trên này, ngoài hệ thống hút mùi này, ta cũng sẽ có thêm một cái ô thoáng nhỏ nữa để tránh ánh những cái mùi khó chịu cho không gian này. Ngoài ra còn có thêm một cái hệ thống đèn sưởi. Rồi rất là lớn, 4 bóng phía bên trên. Quý vị đã biết ạ, thời tiết ở ngoài miền Bắc ấy, nó rất là lạnh đúng không ạ, đặc biệt là vào mùa đông, thì chúng tôi cần phải có một cái đèn sưởi này để có thể đảm bảo được sức khỏe cho cả gia đình. Quý vị thân mến, và dưới không gian tầng 1 của chúng ta còn có một phòng ngủ nữa với diện tích là 13 m². Tuy nhiên hiện tại đang có người sử dụng, thế nên chúng tôi không tiện chia sẻ. Mà ngay phía bên này thôi là chúng ta sẽ đến với một không gian phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng ở một cái không gian mà dành cho các chị em nội trợ. Khu vực này của chúng ta thì lên tới diện tích là 21,5 m². Ở đây thì sẽ có một bộ bàn ăn vô cùng lớn này, được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên, kết hợp cùng với lại gia nhập khẩu. Em thấy như thế nào? Khi mà chúng ta sử dụng những cái loại vật liệu như thế này thì nó sẽ giúp cho cái phòng bếp của chúng ta, thứ nhất là sang trọng hơn này, thứ hai là sạch sẽ hơn, khi mà với loại da này chúng ta sẽ dễ dàng cho cái việc lau chùi tẩy rửa, nó sẽ giữ gìn vệ sinh trong cái việc chúng ta ăn uống. Và ngay ở phía sau chúng tôi đây thì đó chính là một cái hệ thống tủ bếp rất là lớn. Có một cái điều mà Huyền rất là thích khi mà đến các căn nhà, đó chính là khi mà chúng ta thiết kế hệ tủ ấy thì thường thiết kế cao cực trần như thế này. Và khi thiết kế cao cực trần ấy thì nó sẽ giúp cho không gian của chúng ta này thêm rộng hơn, và ta sẽ có nhiều cái khu vực để có thể để đồ này cho không gian thêm gọn gàng. Và nhiều quý vị chúng ta vẫn thắc mắc rằng là phía bên trên cái tủ cao như vậy thì chúng ta để đồ kiểu gì, thì thực tế ra là cái phía bên trên chúng ta sẽ để những cái đồ mà hạn chế ít khi sử dụng ấy, nhưng mà nó sẽ rất là tiện nghi khi mà chúng ta có thể để được những cái đồ mà nó sẽ gây bừa cho phòng bếp. Và khu vực bếp của chúng ta thì sẽ được thiết kế theo hình chữ L. một cái thiết kế rất là quen thuộc trong thiết kế của Mark Home chúng tôi rồi. Và hệ tủ bếp trên và tủ bếp dưới đều làm bằng chất liệu đó chính là gỗ công nghiệp lõi xanh của An Cương. Ở phía bên ngoài sẽ có phủ thêm một cái lớp acrylic rất là bóng gương này. Nhìn căn bếp chúng ta sẽ nó sẽ hiện đại hơn, nó sẽ sáng sủa hơn. Và như tôi có nhận thấy rằng là không gian phòng bếp là một cái không gian rất là quan trọng và có thể coi như là một cái nơi giữ lửa trong ngôi nhà. Thế là với một công trình mà chúng ta đầu tư cho một cái phòng bếp nó sang trọng và nó ấm cúng như thế này thì có thể nhận thấy gia chủ rất quan tâm đến những cái việc nội trợ hay là việc gắn kết tình cảm của thành viên trong gia đình. Và thêm nữa đó là trong không gian bếp của chúng ta thì gia chủ đã sử dụng rất là nhiều những cái thiết bị bếp rất là xịn sò. Đây, ở đây là một cái bếp từ này, phía bên trên là hút mùi của Sunhouse, còn phía bên cạnh thì sẽ là một hệ thống bồn rửa. Bồn rửa ở đây có rất là nhiều chức năng nha quý vị. Thôi để cho quý vị xem ạ. Đấy. Phía bên này này, vòi nước ở dưới này. Còn đây thì sẽ là khu vực rửa cốc này. Đây là vòi rửa chính của chúng ta. Còn ở phía bên này đây thì sẽ là cái khu vực để chúng ta có thể rửa rau nhé, với rất là nhiều những cái tia nước khác nhau nhé. Và để Ngọc Huyền làm nội trợ tốt hơn thì ở đây chúng ta còn có thể cung cấp thêm ánh sáng nhé. Ngay vị trí phía bên dưới bàn bếp này của chúng ta còn có cả hệ thống đèn led chạy. Đó thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là nó đã rất là sáng sủa rồi, đặc biệt là cho quá trình chúng ta nấu nướng. Chỉ có một chạm thôi đúng không ạ? Một chạm. Và bên trong khu vực bếp của chúng ta thì phía bên trên trần này vẫn được sử dụng cái chất liệu trần thạch cao giật cấp với hệ thống đèn led lao lai. Ở giữa thì cũng sẽ có thêm một hệ thống quạt trần kết hợp với đèn chùm. Và cái hệ thống trần bên trong này thì nó cũng đồng nhất với hệ thống khu vực phòng khách ngoài kia. Và quý vị thân mến, đối với khu vực cầu thang của chúng ta thì sẽ có một điều rất là thú vị tôi muốn giới thiệu với quý vị. Đây. Đó. Khi mà tôi đứng tiến gần một chút thì toàn bộ là cái hệ thống đèn led ở dưới cái khu vực các bậc thang ấy, thì nó sẽ sáng lên. Thì cái điều này nó sẽ giúp ích cho cái việc chúng ta di chuyển rất là nhiều, đặc biệt là vào ban đêm ấy. Cái việc mà chúng ta có được cái nguồn ánh sáng đầy đủ để chúng ta di chuyển thì tránh cái tình trạng là bị bước hụt hay là vấp ngã. Và đối với cái hệ thống mặt bậc và cột bậc ở đây, chúng ta sẽ sử dụng hai cái màu sắc khác nhau với hai cái vật liệu khác nhau. Toàn bộ mặt bậc nhé là chúng ta sẽ sử dụng gỗ tự nhiên, và phía bên dưới cột bậc thì chúng ta sẽ ốp toàn bộ là bằng cái đá trắng. Đó thì nó sẽ giúp cho không gian của chúng ta vừa sang trọng hơn này, vừa hạn chế việc là bị bước hụt vấp ngã. Và kết hợp cùng với hệ thống lan can dùng chất liệu là tay vịn gỗ lim Nam Phi nữa thì nó sẽ đảm bảo được sự an toàn cho mọi thành viên khi đi trên thang. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển lên tầng 2 để khám phá những công năng còn lại nhé. Quý vị thân mến, và tiến gần hơn lên khu vực tầng 2 thì đây tôi mới thấy là có một cái chiếc đèn chùm này, nó rủ từ phía bên trên xuống ấy, rất là đẹp mắt đúng không quý vị? Cần thấy thế nào? Và với một cái hệ thống cầu thang để liên kết các tầng và ở ngay vị trí giữa thì nó khá là thoáng đúng không? Thì cái việc mà chúng ta bố trí một cái hệ thống đèn chiếu thẳng dọi xuống phía bên dưới thì rất là hợp lý rồi. Thì quý vị cũng có thể áp dụng theo cái phương thức này để tận dụng tối đa cái khoảng không gian ánh sáng cho ngôi nhà của mình. Và từ khu vực là cầu thang này bước lên trên tầng 2 thì không gian đầu tiên chúng ta sẽ đến thì đó chính là một phòng sinh hoạt chung. Wow. Đây chính là một không gian mà tôi cảm thấy rất là yêu thích, và bước vào đây thì cảm giác rất là ấm cúng luôn Kiên. Và như tôi thấy thì ít có nhà nào mà chúng ta sử dụng phòng sinh hoạt chung với đúng nghĩa là phòng sinh hoạt chung. Ví dụ như công trình ở đây chúng ta đã bố trí một cái bộ bàn ghế sofa này không kém cạnh gì so với một cái khu vực phòng khách cả. Phía trước của chúng ta còn có cả một cái tivi treo tường nữa để phục vụ cái nhu cầu giải trí. Và khi mà chúng ta ở đây gắn kết các thành viên trong gia đình thì chúng ta có thể ngồi đây đọc sách, thưởng trà và chúng ta cùng xem tivi. Và chúng ta cũng có thể biến tấu khu vực này thành một phòng khách nho nhỏ thứ hai đúng không ạ? Để có thể là tiếp những vị khách này quan trọng. Nếu như mà trong gia đình của chúng ta này, khi mà ví dụ là bác trai đi tiếp khách phía bên dưới này, thì khi mà có khách của bác gái thì có thể lên trên khu vực này để tiếp khách. Chính xác, rất thuận tiện. Và khu vực này của chúng ta nhá thì còn có view rất là đẹp, bởi vì là ngay phía bên kia thôi đó chính là cái mặt sông như tôi đã giới thiệu với quý vị từ đầu video rồi. Bởi vì là nó sẽ dẫn ra một cái ban công thông qua cái hệ thống cửa. Cửa ở đây của chúng ta thì sẽ được sử dụng làm bằng chất liệu nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Và ngay phía bên ngoài này chúng ta sẽ có một cái hệ thống lan can tay vịn kết hợp giữa cái inox cũng như là kính cường lực. Và không gian chúng tôi đang đứng đây thì đó chính là khu vực ban công ở phía trước căn nhà. Ở khu vực này thì được thiết kế này, hai bên là hai hệ thống cột trụ vô cùng lớn này. Từ đây thì ta có thể ngắm được nhìn trọn vẹn toàn bộ tầm view phía trước của ngôi nhà. Khu vực tiểu cảnh sân vườn này cũng như là một cái con sông rất là lớn chạy ở phía trước nhà vậy. Và từ khu vực ban công này bước về phía bên tay phải của chúng tôi thì sẽ là một không gian thờ cúng, khu vực tâm linh của cả căn nhà. Và trong không gian này của chúng ta được bố trí rất là trang trọng rồi, bởi vì là sẽ có một cái ban thờ làm bằng hoàn toàn là một gỗ tự nhiên nhé, với những cái họa tiết hoa văn được điêu khắc rất là tỉ mỉ và công phu. Và toàn bộ không gian thờ cúng của chúng ta thì với diện tích là 18,5 m². Ở khu vực này này, ngoài hệ thống ban thờ được làm bằng chất liệu đó chính là gỗ rổi nhá, thì ở phía đằng sau thì có sẽ có thêm một cái tấm vách được cắt CNC, được sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp này, có họa tiết hình hoa sen này. Ở giữa thì có thêm một cái hệ thống đèn chiếu sáng nữa. Nhìn không gian thờ cúng thì trở nên vô cùng nổi bật. Đặc biệt ở phía bên này thì ta sẽ có một cái hệ thống và tấm vách. Ở tấm vách này thì sẽ ngăn cách khu vực phòng sinh hoạt chung phía ngoài cũng như là khu vực phòng thờ phía bên trong. Ở đây thì sẽ còn có để thêm những cái hộc nữa, chúng ta có thể để những cái chai rượu quý này, cũng như là những cái bình gốm sứ này. Là một cái không gian rất là chill chill của gia chủ. Và để làm nổi bật thêm toàn bộ những cái nội thất hay là cái kệ rượu như thế này cũng là vị trí ban thờ thì ngay phía bên trên thôi, thì cái hệ thống đèn ánh sáng của chúng ta đều được sử dụng hoàn toàn là bằng đèn downlight kết hợp với cả đèn led. Và ngoài ra ở giữa trần nhà cũng sẽ có thêm một cái hệ thống đèn trần mang đậm cái tính chất là cổ điển và theo đúng cái truyền thống của Việt Nam. Quý vị thân mến, và trên khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Ở đây thì chính là khu vực phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2 nha quý vị. Phòng này thì cũng sẽ được thiết kế đồng trúc và đồng nhất với lại cái phòng ngủ phía bên dưới với diện tích là 16,5 m². Trong không gian này của chúng tôi thì thực sự với quý vị, đây là một không gian mà tôi cảm thấy rất là yêu thích ạ. Ở đây thì sẽ có một hệ thống giường ngủ vô cùng lớn nha, đặc biệt rất là êm ái. Hệ thống cái màn phía bên trên xung quanh này cũng khá là đẹp. Phía bên cạnh của chúng ta thì sẽ là một cái hệ thống tủ quần áo được thiết kế cao kịch trần này, để chúng ta có thể đựng nhiều đồ. Bên này thì sẽ là một cái hệ thống bàn trang điểm kết hợp cùng với lại hệ thống gương soi cảm biến. Bên cạnh đó thì trong căn phòng này thì sẽ có ngoài một cái khu vực là 2 hệ thống cửa sổ phía hai bên, còn có thêm này một cái cửa. Cửa này thì sẽ đi ra cái khu vực là ban công nho nhỏ ở phía trước ngôi nhà nhá, để lấy được ánh sáng thông thoáng. Chưa hết đâu như quý vị, trong căn phòng này thì cũng còn có thêm một cái khu vực đó chính là cái nhà vệ sinh riêng biệt phía bên trong nữa. Nhà vệ sinh này thì cũng sẽ có cái diện tích là 4 m², được thiết kế đồng trục đồng nhất với nhà vệ sinh ở phía bên dưới này, giúp đặt hộp kỹ thuật, đi đường điện đường nước dễ dàng hơn. Quý vị thân mến, và 2 phòng ngủ còn lại thì chúng ta sẽ dành toàn bộ cho không gian cho các bé. Ví dụ như ở phòng ngủ này, và trong không gian phòng này thì chúng ta sẽ có một cái giường đôi này, một cái tủ quần áo lên đến kitchen và một bàn để có thể trang điểm hay là làm việc. Và đối với không gian này của chúng ta nhé, thì cũng sẽ rất giống với cả là khu vực khác, là chúng ta sẽ có một cái ban công hướng ra phía trước của ngôi nhà để có thể đón nhận được nhiều cái nguồn ánh sáng tự nhiên hơn. Và cái điều đặc biệt rằng là tất cả những cái ban công nãy giờ chúng tôi giới thiệu với quý vị là nó sẽ được liên thông với nhau. Đó thì cái việc chúng ta di chuyển đi lại nó sẽ rất là thuận tiện. Và chưa hết đâu, dành cho các bé thì chúng ta sẽ có một không gian phòng nữa với diện tích là 16,5 m². Đây sẽ là một khu vực sân chơi cho các bé này. Ở trong này như quý vị có thể thấy rằng là đang có bé Huyền đang vui chơi trong này rồi. Thì bé Huyền thấy sao về không gian khu vực đồ chơi trong này? Thực sự thì Ngọc Huyền cảm thấy khá là thú vị đi. Và có thể thấy là gia chủ của chúng ta rất là đầu tư cho căn nhà của mình. Có riêng một cái phòng khu vực này để làm cái nơi mà vui chơi. Ngọc Huyền thực sự là cảm thấy rất là ao ước ấy. Ngày xưa thì thực sự là chưa bao giờ nghĩ là sẽ có phòng riêng đâu. Nhưng mà ở đây thì vừa có phòng riêng cho các bé này, lại còn vừa một khu vực vui chơi riêng nữa. Cảm thấy rằng là bé nào trong căn nhà này kiểu sinh ra như kiểu vật đích rồi á. Và có thể thấy rằng là cái sự tính toán của gia chủ khi mà chúng ta từ cái việc liên bản vệ thiết kế nhé, những cái nội thất công năng sử dụng cho công trình thì cũng đã được tính toán rất là kỹ rồi, về những đối tượng sử dụng này, hay là về chúng ta sau này lâu dài chúng ta có thể bố trí căn phòng này lại trở thành một cái phòng ngủ nữa. Đó thì sẽ rất là thuận tiện, và ngoài ra thì với một cái bố trí công năng như vậy thì sẽ rất là đáng sống. Quý vị thân mến ạ, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi khám phá toàn bộ không gian công trình của gia đình nhà chú Tân, có địa chỉ tại Đông Hưng, Thái Bình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến những chia sẻ của chủ nhà nhé. Xin mời quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền cũng là Đức Kiên đang ngồi cạnh với cả là chú Tân và cô Mai, chủ đầu tư của công trình. Và sau đây chúng ta sẽ cùng hỏi về ý kiến của gia chủ trong quá trình chúng ta xây nhà một chút nhé. Cháu hỏi câu đầu tiên đi ạ. Câu này thì một câu rất là quen thuộc rồi. Lý do vì sao mà bên nhà mình lại biết đến công ty Mark Home và lựa chọn Mark Home làm đơn vị thiết kế và thi công trọn gói ạ? Đầu tiên thì chú cảm ơn các cháu đã đến quay và phỏng vấn gia đình nhà chú. Bởi vì trước khi làm nhà này chú cũng theo dõi trên kênh đẹp của Mark Home trước đấy khoảng độ 2 năm, nên chú cũng rất nhiều cái công ty cũng muốn hợp đồng xây dựng nhà chú, nhưng mà chú vẫn yêu Mark Home. Thế nên chú quyết định là nhờ Mark Home xây dựng gia đình nhà chú một ngôi nhà đến giờ phút này cũng là hoàn thiện, đẹp đẽ đối với gia đình. Được biết là chú đã theo dõi Mark Home tận 2 năm rồi. Sau đó thì mới quyết định liên hệ với Mark Home để xây dựng nhà. Có nghĩa là chú đã phải tìm hiểu rất là kỹ lưỡng về công ty rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Và thì cháu cũng xin phép là thay mặt cho toàn bộ công ty muốn là gửi lời cảm ơn tới gia đình mình ạ, vì đã tin tưởng lựa chọn Mark Home là đơn vị thiết kế về thi công trọn gói ạ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đi, cháu xin hỏi cô Mai đi ạ. Là bây cháu được biết là gia đình mình đã về ở căn nhà này một thời gian rồi. Vậy thì không biết là cô và gia đình có cảm thấy hài lòng không ạ? Trong quá trình thi công công trình nhà cô thì cô cũng thấy là đến giờ phút này thì cô thấy hài lòng. Cái trước hết là cái an toàn lao động là trên hết. Đấy, là cái đấy là gia đình yên tâm. Sau hơn nữa là được ngôi nhà khang trang như thế này là rất hài lòng. Tất nhiên là không được 100%, nhưng mà chỉ còn sơ suất những chút nhỏ không đáng kể thôi. Thì là cái đấy ở đâu cũng có thể xảy ra. Vâng. Ừ. Thực ra bây giờ thì cô cũng hài lòng. Vâng. Thực ra con số 9 cũng là một con số rất là cao rồi cô ạ. Dạ vâng ạ. Và trong cái quá trình mà công trình nhà mình đang thi công ấy, thì cô chú đánh giá sao về cái sự làm việc của đội ngũ thợ xây cũng như là về cái việc giám sát thi công, thì công ty đã cử người về bao nhiêu lần ạ? Trong công ty thì hàng ngày thì có anh kỹ sư phụ trách về giám sát công trình thì cũng có mặt thường xuyên. Mặc dù không dù 24/24 nhưng các bạn ấy cũng cứ có mặt liên tục khi chú cần hoặc là nhóm thợ cần. Tất cả nhóm thợ ở đây làm thì nói chung là qua giám sát cả của công ty với kết hợp với chú cũng là người giám sát của gia đình. Nhưng mà chú thấy các bạn nào cũng nhiệt tình và cũng năng lực và đòi hỏi kỹ thuật cũng tương đối. Thì chú cũng rất tin tưởng vào đội ngũ tay nghề của Mark Home. Cảm ơn Mark Home. Dạ vâng ạ. Có một cái điều này nhá, mà tất cả quý vị khách hàng ấy, khi mà muốn lựa chọn thi công trọn gói thường rất là lăn tăn ạ. Đó chính là những cái vật tư vật liệu này được đưa vào công trình này có đúng và chuẩn với lại những cái gì ở bên mình đã ký trong hợp đồng thi công hay không. Vậy thì đây chú là một người mà đã trực tiếp này làm việc của Mark Home rồi, thì chú có thể là chia sẻ tất cả quý vị khán giả biết là trong cái quá trình mà mình xây dựng ấy, thì liệu rằng những vật tư vật liệu đưa vào công trình thì gia chủ có được trực tiếp kiểm tra và giám sát không ạ? Có chứ, hôm bởi vì tất cả mọi công trình, mọi vật liệu, vật tư đưa xuống đây là qua đều chú kiểm tra. Nhưng có lô nào mà không đúng chú cho phải sửa về ngay, chứ không cho gọi là xây dựng. Tất cả xây dựng là đều theo đúng gọi là quy trình và thiết kế. Tất cả từ vật liệu đúng về quy cách, về số lượng, về chất lượng. Tất cả ví dụ như thép Hòa Phát thì đúng là Hòa Phát thôi. Gạch tất cả những cái nào chú đã chọn thì sau này tất cả cũng đều đúng như thế. Chứ không cho phép gọi là làm sai một tí nào. Kể cả nếu có sai một lô nào đến mà cho chuyển về luôn cũng không nhận, trực tiếp như thế. Dạ vâng ạ. Vậy thì có rất nhiều quý vị khán giả tò mò về cái chi phí đầu tư cho công trình nhà mình. Thì cô chú có thể bật mí về cái tổng chi phí mà chúng ta đã đầu tư cho toàn bộ công trình không ạ? Có chứ, bởi vì tất cả công trình nhà chú này thì nó khoảng độ tầng 1 thì nó cả cái bếp phụ nó khoảng độ 200 m², tầng trên nó 165 m², thì tất cả chi phí được xây dựng được cái ngôi nhà này không kể nội thất đấy. Đầu của Mark Home xây dựng thì khoảng độ mất 3 tỷ. Thế còn nội thất và sân vườn thì cổng dậu rồi khu vui chơi thì chỗ nào mất độ 2 tỷ nữa, thì tổng cái giá của ngôi nhà đến giờ phút này nó khoảng hơn 1 tỷ một tí thôi. Dạ. Hơn 1 tỷ. Nhưng mà với một cái quy mô và với một cái phần hoàn thiện đẹp như thế này thì rất là xứng đáng đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Vậy cháu hỏi cô Mai thêm một chút nhé. Với một cái chi phí mà nhà mình xây dựng cực khủng như thế này ạ, vậy thì không biết là bà con hàng xóm láng giềng khi mà đến tham quan công trình nhà mình thì đánh giá như thế nào? Nói chung là từ lúc nhà cô xây dựng là đến giờ phút này thì dân làng khu xóm để trên xã người ta đến tham quan là đều khen, đều ca ngợi khen. Xong hơn nữa là cô cũng bảo nói là cái công trình thi công như thế, nhưng mà anh em công nhân đoàn kết mà không có xảy ra điều tiếng gì. Nói chung mọi việc là đến bây giờ là tốt đẹp. Nên cô rất cảm ơn và rất hài lòng. Đấy, mọi người ai cũng đến khen rồi là đúng. Ở xã này thì không dám nói thật, còn ở xã khác thì không biết, nhưng mà phải nói là tuyệt vời, đẹp. Nãy vẫn còn người đến thăm. Và trong đó cả Mark Home nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, và cô chú thân mến, cũng nhân dịp Tết Nguyên đán rồi thì cô chú có thể gửi lời chúc tới cả đơn vị thi công cũng như là về quý vị khán giả không ạ? Thì chuẩn bị bước sang năm mới, năm cũ cũng đã qua rồi, giờ cũng là năm mới. Chúc tập thể của công ty, tổng công ty Mark Home xây dựng Mark Home một lời chúc sức khỏe, xây dựng thật nhiều ngôi nhà đẹp như này. và đạt được nhiều cái thành tích trong những năm kế tới mà ký được rất nhiều hợp đồng. Chúc cho tất cả các bạn, tất cả các đội xây dựng của công ty Mark Home sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà xây an toàn, tiện lợi và đẹp đẽ như cái nhà của chú đang ở đây. Và đẹp hơn nữa. Người này công ty Mark Home là một công ty sáng suốt, một công ty hoàn hảo. Chúc công ty sang năm mới là nhiều thành công tích cực hơn và xây được nhiều ngôi nhà đẹp hơn như nhà chú nữa. Chúc cho khán giả như thế là mọi người hãy xem cái kênh Mark Home và cũng nếu mà muốn xây dựng ngôi nhà thì hãy tìm đến Mark Home, bởi vì tôi rất tin tưởng vào công ty Mark Home. Thật tin tưởng mà Mark Home mà rất một tự trong hào. Những đơn vị là xây dựng về hàng đầu của ngành xây dựng của Việt Nam bây giờ. Vâng, cảm ơn cô chú. Tốt như thế. Vâng, mà trong khi làm việc hoặc là bất cứ xảy ra một cái gì chẳng hạn, hay là lỗi hay này khác là nói đề xuất cái là công ty cho người đến sửa chữa hoặc là nhận khuyết điểm luôn chứ không bao giờ từ chối gì. Rất là phải nói là hài lòng mà chưa gặp một trường hợp nào công ty nào như thế thật. Vâng, cháu cảm ơn cô chú rất nhiều những chia sẻ vừa rồi ạ. Và cháu thì cũng xin chúc cho cô chú này sang năm mới thì có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và có thể là có nhiều cái giây phút vui vẻ bên chính căn nhà của mình ạ. Vâng. Dạ, và bên cạnh đó thì cũng xin chúc quý vị khán giả sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng và mọi chuyện sẽ đều suôn sẻ, vạn sự như ý. Quý vị thân mến ạ, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng gửi tới quý vị khán giả một lời chúc năm mới thật là tốt lành được không ạ? Dạ, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới!